Đây này, cái đường 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 này là đường nó đi vô này. Hello anh em nhé, hello mọi người nhá. Đây này. Quay nào, trong kia ông ngủ chưa? Quay kia. Thế yeah. Bên kia. Bát đũa đây mà. Ở đây á. Ở đây đấy, bát đũa đây. Nước có. Đại ca ơi. Đại ca. Anh ơi. Đâu ngủ à? Anh ơi. Dậy xin thuốc nào đâu? Có thuốc nào không? Có thuốc nào không? Có thuốc nào không? Làm điếu thuốc nào kìa, thuốc nào đây? Cho điếu thuốc nào. Cho điếu thuốc nào này. Anh người đâu đấy? Anh ơi, anh người đâu đấy? Ở đâu? Hả? Ở đâu? Quảng Ninh nhá. Còn người sao trong này ở đây nhiều người sống không? Mấy ông em á? Mấy người? 3-4 người à? Đây này, anh vào chơi hút tiêu lúc nào cho 200 này. Cầm lấy cho 200 này. Này, cầm lấy này. Hút thuốc nào này. Thế thôi nhá. Ok nhá. Cho 200 bữa nào anh về anh qua đây anh mua cho mấy thùng mì nữa. Nhá. Mấy ông kia đi làm hết rồi à? Có một ông Thanh Hóa đâu? Ờ. Nằm ở chỗ nào? Cột bên kia. Ừ. Thế đây tất cả là bao nhiêu người? À thế à? Ok. Hút thuốc nào đi. Phụ à? Thôi cố gắng giờ biết làm sao được. Ở đây được lâu chưa? Mấy năm vậy à? Bao nhiêu tuổi rồi? 8 à? Đấy đi, bữa nào anh qua anh mua ít mì tôm nữa nhá. Hôm nay anh không có tiền, anh cho 200 để mà ăn nhá. Ok chưa? Ừ. Ông Thanh Hóa bên kia à? Thế à? Thôi ngủ đi, anh đi qua bên đây coi mấy ông bên kia rồi nhá. Đi đi. Nhiều rác thì bán đi, ve chai nhiều bán đi. Chưa bán à? Đâu ông Thanh Hóa ở bên cột bên nào? Đi thẳng đường này luôn à? Thế nhá. Đi đi. Thẳng đường này à? Ờ à, mày đi trước luôn à? Rau muống này trồng để ăn đấy nhỉ? Ok. Rau tốt đấy nhỉ. Bọn mày biết cải thiện rau đấy. Bữa nào anh xin ít rau nhá. Ở đây có cá không? Có bữa nào ăn cá anh kích cho ít cá ăn. Thả lưới có cá không? À thế à, có cá không? Có à? Bữa nào anh kích cho ít cá nhá. Thế à? Còn vài con á. À? Thôi để bữa nào. Úi cá đây.
Cái gì đây? Cá quả. Cá quả em nuôi à? Không, tự có. Tự có. Thế, to thế là chưa ăn à? Để dành nhé nhỉ. Ok. À thế à? Đấy. Ông à, anh em nào mà mua máy cạo râu thì mua ủng hộ em nhá. Mua máy cạo râu cho em thì em có nhiều máy cạo râu thì bắt đầu em biết đi cho anh em nhiều tiền được. Ừ. Anh bán máy cạo râu. Có anh em nào mua máy cạo râu thì bảo ôm nào mày có râu không? Không có. Thế nào có râu anh cho mày cái máy cạo râu. À thế à? Có là ông Thanh Hóa đây mà ông. Anh chưa xuống lần nào hết. À, anh biết chứ hộ khẩu bọn mày đây, anh đứng ai đây anh phải biết. Thế á? Ok, đấy anh em nhá. Này, đang ở gầm cầu đầu đường đậu chợ này, không phải đơn giản đâu. Ok, anh em nào mà mua máy gạo dâu thì mua ủng hộ em nhá. Để em có thêm tiền, có thêm thu nhập thì mới đi giúp được nhiều người như này này. Em thấy không? Giúp cho anh em này. Đấy, giúp cho anh em như này này. Đó rồi, ông Thanh Hóa rồi. Thanh Hóa chắc đi lượm rác rồi. Nó tưởng ngủ. Làm điều hòa. Làm điều hòa trời. Đâu rồi? Ông Thanh Hóa đâu rồi? Không đâu. À, trong lều. Trong lều á? À? Mình chú à? Chú ở đây à? Chú người đâu? Ninh Bình nha. Có nghiện không? Đừng có nghiện nha. Nghĩa chết đi, đây, cho mày 100. Ninh Bình, thằng em kia cho 200. Lấy cho anh. Lấy một tờ 100, đưa từ anh đưa cho. Đây đây. Này, anh lâu vào thăm anh cho 100 nhá. Để tiền dành dụng uống nước nhá, đừng có nghiện đấy nhá. Kiêm cấm nghiện nhá. Ninh Bình à, râu dài thế? Để râu à? Bữa nào anh cạo râu nhá. Bữa nào anh cạo râu cho. Chết để râu dài gầm nhòm. Thôi ngủ đi. Ngủ đi không mắc màn mắc miếc gì à. Thế bữa nào anh mua cho cái màn nhá. Đi lượm ve chai gì. Nếu mà có lấy màn không thì anh mua cho cái màn chụp. Màn chụp ấy. Không cần màn gì. Muối là nó kháng luôn đấy gì. Ok nhá. Đâu rồi. Ông Thanh Hóa đâu. Đây anh em nhá. Đầy đủ hết. Điện nước, mắm, muối, dầu đèn. Sao gì. Đây anh em thấy không? Kinh nhờ. Đấy. Anh em nào mua máy cạo râu thì ủng hộ em nhá. Anh em mua thì mỗi người nhấn tay chia sẻ video mua ủng hộ em nhá. Ủng hộ em một đơn hàng nhá. Để em có thêm thu nhập, có thêm tiền, có thêm của để em làm được nhiều việc tốt anh em này. Thấy chưa? Sai rồi. Đây có điếu cày đây. À chưa. Kinh nhá. Đồng Hương à? Mẹ Đồng Hương ngủ kinh nhá, sai rồi. Đồng Hương Thanh Hóa sai rồi. Đồng Hương sai rồi. Sai rồi. Chắc uống rượu sai rồi. Thôi được rồi. Để mai. Mai vào anh cho ông đấy. Mai vào anh cho ông ấy xong. Ông này suốt này rượu à? Hả? Bao nhiêu? Mấy nghìn tí? 5.000 mai đánh con gì? Mai đánh con gì? À thế à? Thế à? Cho con đề con bao nhiêu? Đọc luôn con đề nào. Con bao nhiêu? 09.416. 09.416 à? Ok, cho ông này, cho ông 100 này. 09.417. Cho 416 hay 17 nói lại nào. 16 đúng không? Ok. Anh em nhá, 16 nhá. Hả? Đây em nhá. Này. Cậu anh đưa cho ông ấy. Đưa cho ông cầm ấy. Đây nào, đây. Nào. Đấy cầm này. Cho nhá, Thanh Hóa yêu thương nhá. Thanh Hóa yêu thương nhá. Đấy có 100 ủng hộ thôi. Nào qua mua thêm cho quà bánh thêm nhá. Ok, cất đi. Uống ít rượu thôi nhá. Được rồi. Chết. Đây ra đây. Còn ông nào được không? Hết rồi gì? Còn bây giờ hộ khẩu đây là 4 người ấy gì? 3 người. 4. Còn một ông đi làm nữa đúng không? 4. 3 người. Một ông đi làm. Thôi được rồi. Mai cho.
Mày là khỏe nhất ưu tiên cho 200 là để dẫn đường, lần sau vào thì ai cũng như ai thôi nhá. Nhá. Ừ. Ở đấy anh em này, khổ sở. Bữa nay xuống anh kích cho ít cá mà ăn. Ở đây có mình ông một ông à? Đây mất mấy ông ở đây? À mình anh à? Ở đây anh là mới à? Trò trên á? Mới về đây à? Một ông đây là chỗ này chỗ ông Thanh Hóa à? À thế à? Chứ ở chỗ ông kia lán của ông à? À thế à? Thôi đấy đi em xin phép về nhá. Nào em qua em lại có quà em lại mua cho nhá. Ok. Hả? Ừ. Đấy, chiếu điều hòa đàng hoàng nằm như này, tha hồ mát. Chào đại ca, chào anh em nhá. Đấy, anh em nào mà mua máy ở dâu thì nhấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Đấy, nhấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em. Đấy, để em có thêm thu nhập, có thêm tiền, có thêm của để làm nhiều việc tốt nhá, giúp ích cho xã hội và giúp ích anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Lấy nước ăn đâu? Đâu chỗ lấy nước ăn đâu? Thật. À mà thôi. Lấy nước chở chứa. Đừng để ăn đi. Để mà ăn. Thôi đi ra đi, xong rồi dẫn ra đi em ơi. Xong rồi bữa nào anh vào anh lại mua quà mua bánh cho nhá. Cầu này cầu đâu đấy? Có quan trọng gì đâu, mình khổ bỏ mẹ nha em nhỉ. Khổ mình nói khổ mình sung sướng gì đâu đúng không? Nhà không có chỗ mà ở này. Thế em có hay về quê không? Không à? Chắc cũng lâu lắm không về rồi, đúng không? Đấy, anh em không? Ok. Đấy, chỗ em đấy thì anh em ở đây nó khó khăn anh em ạ. Khó khăn lắm, thấy không? Tất cả đây 4-5 hộ khẩu ở đây ạ. Không cầu. Em thấy không? Bữa nào đây anh đánh cá cho anh mang cho ít cá. Có ăn được cá không? Không, ứng xương. À, chị ứng xương thì biết đường thì anh. Thế đây có cá đây nhỉ? Chỗ nào đây anh? Chỗ anh em vô gia cư ở. Em chào anh Tuấn nha. Ok, anh chào em. Chào mọi người nha. Anh em vào xem like thì bấm tay chia sẻ video nhá. Ok. Đấy cá bơi đây. Mấy giờ đi làm em á, thường thường á? À thế à? Mai nghỉ à? Mai thứ hai nghỉ à? À thế à? Rồi rau này anh em này, anh em cải thiện cả rau đây. Trồng ít rau cải mà ăn. Sao trồng ít rau cải mà ăn? Ngô đây ăn được chưa này? Ngô nghĩa các kiểu đây, trồng ít rau cải yêu khiếp này, rau lang luôn này. Rau lang luôn này. Rau muống này. Thôi em lên ngủ đi. Anh đi về đây. Nhá, lên ngủ đi. Đấy, phòng trọ đơn sơ anh em ạ. Lên đi, để anh đi. Lên ngủ thôi, lên ngủ nhá. Đi vào không biết đường, lộn quá cái khu kia. Ừ. Đây cây này, cây gì đây? Mướp à? Có quả được ăn không? À thế à? Ok, về ngủ đi nhá. Hôm nào anh qua anh lại... Ok. Anh em ạ, khổ lắm. Anh em bấm tay chia sẻ video nào, mỗi người bấm 5-7 cái màn hình chia sẻ video nhá. Anh em nào, đây có mít này anh em này, mít này. Mít Thái này. Đấy, đầy đủ hết nhá. Vườn đây này, mít Thái nha anh em nhá. Hả? Tuấn. Tuấn quả má 36. Ừ. Đấy anh em thấy không? Đây là chiếu điều hòa này. Thằng nào thử ngủ đây coi có mát không nào? Làm giấc đây. Làm giấc này, chiếu điều hòa đây. Đây, ngủ phát nào. Chiếu điều hòa đây anh em ạ. Mát đấy anh em. Ôi trời ơi, đấy chưa? Mát không? Đấy, chiếu điều hòa anh em nhá. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, anh em thấy không? Đấy, ok. Ông nào không có ở đây là không có quà anh em ạ. Có đây có quà. Đây là bát đây. Xoong nồi, bát đĩa, đầy đủ hết. Không thiếu. Hôm nay ông đi đâu ấy?
Đấy, bát đĩa. Ông có nuôi con gì không nào? Nước. Bếp. Đấy. Thằng nào chui đấy ngủ phát nào. Đây. Đấy. Cái gì đó? Cái này cái gì đây? À đá luôn này anh em này. Đá luôn này. Đấy, đá này, bỏ hút luôn này. Đấy, thấy chưa? Đây đấy. Em thấy chưa? Đấy, đây, giày hiệu luôn này. Giày này là hiệu hiệu gì đây? Hiệu gì không biết. À, giày này là giày giày gì? Nike anh em nhá. Con này tầm khoảng 8 triệu. Mũ Gucci này. Con đấy cần khoảng 8 triệu. Đấy anh em thấy không? Đấy vào thiện nguyện thì đi vào những cái khu vực này thì anh em biết được cảnh khổ anh em ạ. Chia sẻ yêu thương đến mọi người nhá. Chia sẻ yêu thương mọi người thôi anh em ạ. Đấy nên là anh em yêu thương quý mến thì chia sẻ cho em nhá. Bấm tay chia sẻ đi. Mỗi người bấm 5-7 cái màn hình chia sẻ video nào. Ai chưa mua máy ổ dâu thì mua ủng hộ em nhá. Đấy. Ai chưa mua máy ổ dâu thì mua ủng hộ em nhá. Để em có thêm tiền, có thêm của, có thêm thu nhập nhá. Để em làm nhiều việc tốt nhá, để giúp được nhiều người nhá. Giúp được nhiều người luôn. Dây gì đây? Thắt lưng da này, da cá sấu này. Đấy, thắt lưng da cá sấu này. Da bò, da bò. Da bò này, chiếu là chiếu chiếu đấy luôn á. Đây tính ra rất nhiều người nhá. Đúng không? Đây tính ra rất nhiều người. Ừ. Trong hội mới chuyển đi. Ok. Anh em nào mua ủng hộ em nhá, một con máy ổ dâu nhá. Ủng hộ em dai. Em dai đang bán đấy, giá rẻ là như cho luôn anh em ạ. Quá ok, quá uy tín luôn nhá. Anh em bấm tay chia sẻ video nhá. Bấm tay chia sẻ video nhá, chia sẻ cho các cụ ông cụ bà người già hoàn cảnh nhau đơn ở đâu nhá. Em biết được ở đâu thì em sẽ giúp nhá. Anh em thấy không? Quá kinh luôn. Những con đường độc đạo này ra đây ra cao tốc này. Ok. Anh em bấm tay nào, bấm tay chia sẻ video nào. Anh em ai mua máy ổ dâu thì ủng hộ em nhá. Em bán combo chỉ có 200k nhá, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Anh em mua thì ủng hộ em dai. Dai chân thành cảm ơn mọi người nhá. Đấy. Đấy. Con cứt. Đấy, con đường độc đạo này ra đây. Em thấy không? Khiếp quá đi mất. Đây. Không, đây là đi ra đây luôn này. Không, đây rồi. Đây bước cái đây luôn. Đây hay đi chỗ này này. Nó ở giữa đúng không? Ok anh em nha. Ok anh em. Thế anh em nhá, hỗ trợ xong cho ba anh em đây rồi. Thôi anh, bây giờ anh em về đây, xuống like đây mọi người nhá. Bye bye mọi người. Còn anh em nào mua máy ổ dâu thì ủng hộ em nhá. Kinh không? Kinh không? Đứa có kinh không? Xem nó đổ nổi gai ốc hay đúng không? Ok. Đấy, ok anh em.